À, Dương đang xin visa này. Em đứng chỗ nào ạ? Dương đang ở đây. Xin chào mọi người. Đây là buổi sáng của GTV và Gây Media. Đây là nhung gem của chúng ta khi chưa trang điểm. Không may mà hay không được đấy. Không may mà. Cảm xúc của diễn viên nó bù lại cho anh cái phim. Tất cả mọi người đang chuẩn bị ra hiện trường để đi quay, đang trang điểm các thứ các kiểu. Anh Hiếu của chúng ta đâu rồi? Anh Hiếu sau một hôm đi Hà Nội về chưa thấy đâu. Là Dương Bà Gà đang xế tóc. Nhưng Duê đang kẻ lông mày đen. Tóc cầu đang xem tàu cụ. Và đây là Chiến Chiến Xe. Một cái thời trang rất rét mướt. Bên kia là đố mọi người biết đây là ai? Mọi người ạ, với cái tình trạng mà khoe giày như thế này á, thì chả mấy mà hôm nay đi dã bằng cứt rồi. Hả? Sale cuối năm. Kinh. Ba thế đấy em. Đó bí mật. Chờ bí mật ấy. Nói ra có người khen người chê. Giá mình cứ nên dụng. Thằng kia. Chiến ơi, nào mà em xin thể rồi. Đấy. Chiến. Điều em mong muốn hôm qua đấy. Điều em mong muốn. Mọi người ạ, hôm qua. Này đúng lúc này thầy bán là tài khoản không đủ. Gói cước. Mà gói cước của em bao tiền? 2 lít. Ôi giời ơi. Đéo. Hôm qua Chiến rủ Nhung là Nhung ơi đi chọc bi với anh. Xong thì mày muốn gì được đúng không? Hay mày thắng? Mày thắng tao thì mày muốn gì được. Hôm nay Nhung Duê muốn một cái điện thoại 2 lít. Ôi giời ơi. Chiến không nói một lời nào. Khi cô gái ấy thốt ra thì Chiến không nói thêm một lời nào. Kia mày. À, để ở nhà rồi, cái đấy để ở nhà rồi, ta tưởng. Chỉ có nước hoa hồng thôi, cái lọ màu trắng á. Cái cân nặng. Đây là Thảo Lê. Thảo Lê đang ăn vụng gì đây? Thảo Lê đang uống cái gì? Uống sữa. Sữa gì lạ thế em? Sữa cacao, chị uống thử không? Tại tưởng sữa giúp phát triển ngực. Sữa cacao. Sáng nay Thảo Lê mang đến công ty một cái túi rất là bí ẩn. À Thảo, mỗi sáng Thảo làm một cốc sữa cacao cho cầu trì nó bật lên. Hôm nay cầu trì có tắt đi hôm qua nữa không em? Hôm qua anh trêu lên. Em có anh trêu cái gì? Câu chủ chốt là cái gì để tí nữa ta bảo chúng nó không được trêu như thế. Là cháu mà có đức đúng không? Đúng. Đúng à. Được. Chứ ý của anh không phải là đức. Tao biết rồi. Tao có ngu đâu. Thế có gì mà sập cầu trì? À, nói nhiều em mình không thích. Chứ mày bảo. Anh từng nói em không thích. Đấy. Anh bảo có Nhung. Mày không có đức mày xin cho con có đức của anh. Đừng lại buồn. Buồn gì muốn? Buồn gì? Để cho buồn. Ôi chị Yến đi ra kia đi để cho em uống. Mày uống đi. Có mỗi cái việc uống nữa. Mày làm cái gì? Ai nói gì anh? Tao đi rút pin chứ tao bảo gì mày. Đây là Giang ăn cắp mọi người. Nó có mỗi cái chuyện đấy thôi mà nó cũng buồn cả ngày hôm qua. Người ta không hiểu lắm. Bên ngoài này là các anh em đang chuẩn bị đi quay. Chứ mà chúng ta là anh Hiếu đầu cũng cắt môi rồi. Đúng đầu môi không? Đây, đúng đầu môi luôn. Tuấn môi hôm trước rồi. Hôm trước tao quay đầu môi của nó rồi. Anh Hiếu đậu cắt môi mọi người ạ. Đó. Anh Hiếu vừa đi chụp một bộ ảnh chúc mừng 1 triệu sắp TikTok. Đưa bắp đi chụp mừng 1 triệu sắp TikTok. Em cho 100.000 rồi, sắp tới đã xoài đi chụp. Em kinh đấy. Đây. Kinh đấy. Thế tao đi chụp với ai bây giờ? Đây nào để Pera. Anh em đây. Đây là TikTok của Hoàng từ, em nhá. Từ chưa nét. Rồi nét rồi đấy mọi người ủng hộ Bi Cứt nha. Video này hiện tại nó vẫn đang lên. Ừ. Đang là 2M4. Ừ. Tuấn nó đứng cạnh nó chưa thèm nói gì đâu cả. Tuấn nhá. Tuấn nhá.
Đấy, hôm nay anh ta đang ngồi đọc kịch bản rất là chăm chỉ và chưa cái chìa khóa này, chỉ có hai cảnh thôi. Đi mua đi em. Chìa khóa mới ổ khóa là mua cái mới, nhưng mà chìa khóa như nào ạ? Cái chìa khóa bình thường thôi. Việt tiệp bình thường thôi. Cái chìa. Ôi giời ơi. Mọi người ạ, à, đây là chân dung cô gái đấy. Tôi vừa bị sốc. Đạo cụ hôm nay là phim là có dùng đến khóa và ổ khóa. Nó bảo chị đi mua 3 cái chứ. Mình đang không hiểu tại sao nó được mua 3 cái làm gì. Bây giờ mới lộ ra là chị nào đấy một ổ khóa có hai chìa khóa à? Ôi giời ơi. Ôi giời. Tại vì Vân đây. Không, nhà em khóa vân tay. Em mua được khóa đâu. Ờ mọi người đấy nhá, nhà Nhung không bao giờ khóa nhá. Ừ, tự nhiên là mình ở ngoài mình thắc mắc và tự nhiên mua ba cái ổ khóa làm gì mà nó cứ dặn mua ba ổ khóa. Em nhớ đến nhà anh đấy là ba cái chìa khóa. Cái chìa khóa ra bà, một cái chìa khóa hoàng vẫn là một cái đấy thôi. Hai cái thì đầy chìa khóa. Đây là cái chỗ đang trang điểm tung tóe và vẫn chưa đến lượt mình ngồi vào cái chỗ này. Đây là vị trí nóng nhất của buổi sáng. Cắt thể loại tóc, cắt thể loại đầu. Mọi người nhìn đầu ăn béo. Ông này ăn béo vào vai đấy mọi người ạ. Ăn béo vào vai ở trong phim hài anh em đây. Sẽ là một vai rất là kinh điển để đời luôn. Như tập trước. Không, phải hơn tập trước. Cái vai này phải hơn tập trước. Hôm nay con bé này khổ đấy, hôm nay con bé khổ đấy. Không, hôm nay con bé nó rồi đấy. Ông nhìn mặt nó không đến lượt đã đủ rồi. Mọi người ạ, đây là sống chung với mẹ kế. Hôm nay cô An đã sang làm mẹ kế của hai đứa này, giống như lời các bạn fan mong muốn. Này, hôm nay hai đứa này chết chắc. Sao cô An? Thì cô An thì đang ở một mình, mà bố thì cũng có tuổi rồi nên cũng cần người đỡ đần. Bố với cô An quý nhau nên là đến với nhau thôi. Anh Tài, hai anh em chúng ta hôm nay sẽ phải khóc chui nhà. Khóc chui nhà chui cửa. Đêm qua mình đồng ý dưng dớ nước mắt, nhưng mà đến tầm sáng này thì không có cảm xúc. Sáng nhìn Thảo Lê không cảm xúc, mà tí nữa khắc con An đã chửi đánh nhau khắc có cảm xúc. Tí nữa cái đoạn đấy rồi. Hôm nay nhìn mặt đã thấy ác rồi, mày chết. Phải xác định. Ok. Nhảy lại bên này một cái thì anh anh Tuấn quá. Tuấn về đây là sang nhà chồng ngại ngùng đứng đứng thôi nha. Tuấn bên đây đang đi dép của chị Yến Sô rồi, và chúng nó cứ đi dép của mình, chúng nó lê la khắp cả và chúng nó không có. Không mất, nó tưởng diễn viên mình đi coi phim chế độ cao lắm. Hôm nay chưa đi diễn một năm nay chưa ai lấy quần áo cho mình thay bao giờ. Con này nó lấy quần áo cho anh thay. Tìm ra một lần nhá. Không 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 phải xếp đâu. Con đây con chó à? Cô An có hình xăm con chó. bà hàng xóm nhiều chuyện đã sang làm bố mẹ Hiếu Thảo rồi mọi người ạ. Tuấn ơi ông bố ạ, mẹ chị xem phim hôm nay nhìn mày béo kỹ đít rồi. Đúng rồi. Hôm nay thì chia hai team để quay. Và bên kia là Nhung với Hoàng đang quay phim Du Ký. Còn bên này Thạc và Hiếu đang quay phim Hai Anh Em. Tuấn ngồi đây không biết làm gì. Hôm nay không ra. Hôm nay không phải làm bài sống nữa. Đến với nhau mà. Không sao.
mấy hôm nữa bố định làm mấy mâm để thông báo với làng xóm cho tiện lối đi lại. Thì hôm đấy hai đứa sắp xếp nghỉ ở nhà giúp bố nhá. Đừng nhiều. Đây thằng này hôm nay là chúng nó bị ở nhà làm việc nhà, chăn bò, chăn lợn, canh lợn đẻ. Nên là không anh chơi cùng. Rồi đi sang đây hóng rồi. Chuyện này người ta đang nhìn nó cứ ngồi nó xem. Ngồi nó xem. Đây mẹ. Mày cái thảo nó bảo con không thích quan thì mày bảo im, mày muốn ăn đánh nhà là bố đánh đúng không? Đây một đây lần ngày đầu ra mắt nhà cháu ra mắt hai đứa con, tự nhiên có hai đứa con lớn. Tôi không thể tưởng tượng được là tôi có thù oán gì với con Yên Xôi mà. Anh chuẩn bị có thù oán không với gì hết rồi mà với em đấy. Hiếu 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 mà to bằng từ này mà từ bằng mẹ bằng người này, mẹ này mà về mà bắt đánh thì đúng rồi, chỉ có căn cuốc mà nhanh đòi bắt ra mà đọc kịch bản thương vãi trưởng ra hai đứa nói vãi trưởng ra mà bà nói thương vãi trưởng mày tàu ngất tàu ngất em bảo là hôm nay đọc kịch bản em cho nó bắt mà. Hôm nay hồi này team mình hay rớt nước mắt quá. Đọc kịch bản xong rớt nước mắt. Yên bổn đi. Anh ăn đưa mức cho Thảo đi. Ôi Thảo ơi, anh cười. Các em đừng trêu em gái. À không, hôm nay thì chập cầu dao được, hôm nay buồn nên là phim phải buồn được. Hôm nay phim này nó buồn không? Buồn chuyện nó. Alo. Hôm trước Thảo vừa bảo là vui vẻ nhất là khi không thuộc về ai. Thế mà vẫn cắm đầu vào ai đó để mà bị người ta thuộc về xong rồi buồn. Thế chứ lại. Nghĩ được được. Chị xin lỗi. Lá xanh thì cũng đen xì đâu. Lá xanh khô thì đen đúng không? Anh nhà cho gì tao lấy biểu cảm từ cái lúc anh đạt bảo là nhá. Đến với nhau rồi. Long đứng vào đây thành cô An luôn này. Con không thích cô An. Trừ bé bơm một. Không, mày nói kiểu nói gì? Con không thích cô An, kiểu nũng nịu. Con không thích cô An. Đấy nói kiểu Hiếu ấy nhá. Ồ. Con không thích cô An. Con không thích cô An đâu. Kiểu đấy. Không thích cô An đâu. Nói xong rồi bịt làm gì? Tao không bịt đâu mà không phải đừng. Bịt mất mất son của nó. Mình muốn muốn đánh, cô đánh thôi. Mình muốn ăn đánh hả? Man. Cô An thì có chồng một mình. Trong đơn bố thì già. Bố, con không thích cô An đâu. Im. Mình muốn ăn đánh à? Đấy luôn gì không? Nói luôn có biểu cảm rồi. Bố, nhưng mà con không thích cô An. Ừ, quay đi, mất thời gian quá. Vào dây cười rồi. Phát này cái Thảo nó bảo không thích đâu, An đấy nè. Anh ra cũng phải biểu cảm chứ. Thôi khép sáng cho đỡ nắng, tao quên không bằng nó cho tao rồi. Anh lấy... Rồi lấy mẹ An thôi. Sao An để biểu cảm cái câu của em. Gương mặt sát xuống. Ủa đại u mặn thật. Em nhìn sang đại xong rồi. Con sao lại thế nhỉ? Em hiểu mà. Ừ. Em hiểu cảm giác. Ừ, hai anh em. Trời. Từ từ bọn con A Thảo nói cái kiểu cảm. Không thích cô An. Cắt. Con này xong cúi từ dưới đây này. Cúi là cắm từ dưới lên. Em phải nhìn qua cặp kính. Được. Đang có tư duy khung hình rồi. Thôi. Đây, em ở đây. Con này, thế khả năng thế đúng không? Đâu. Bố đã chết. Chuẩn bị. An đang cúi đầu rồi. Chơi. Không sao đâu. Con nó chưa quen. Thôi, bố bận chút việc đi ra ngoài một chút nhá. Em ở đây xong rồi nói chuyện với các con cho thân thiết nhá. Bố đi nhá. Em đi nhìn theo ông bà đi. Phải lấy cái hành động này em nhìn theo bà. Quay lại phát là ăn mất nè. Quay lại ăn mất. Cười cười nhẹ nhẹ nhìn theo anh. Cười nhìn theo anh đã thì cho anh đã đi ra hàng cổng em quay lại cũng được. Thì đi tí thôi. Sao thả sướng thở sướng. Hiếu nói. Đi lên cửa. Không.
chú cháu tuổi cao sức yếu không được. Thế về bố cháu không hiểu đâu. Quay đi không? Đầu quá đấy. Dễ thượng thượng lắm. Thế đấy. Man. Không nói à? Con không em cúi đầu, em cúi đầu luôn rồi cũng được chơi. Con không thích cô An. Không sao đâu, con nó chưa quen. Thôi, à, bố bận chút việc, bố ra ngoài giải quyết chút việc thì lại được. Bố đại lung tung được. Tí nhá rồi. Không thích cô An. À, con nó chưa quen thôi. Thôi, bố bận chút việc, bố ra ngoài tí nhá. Em ở nhà với các con, rồi làm quen với các con rồi. Anh Đại nói câu nghe nó đi thoảng ra. Lúc này vào nhá. Đi, em cứ vào đây, không sao đâu. Còn anh nó thương anh lắm. Nó thương anh chứ không thương em đúng không? À, anh ấy vào. Thiếu, chúng mà thiếu hết cái gì. Chính là cái tập này là thiếu là bướng bướng nha. Thiếu bướng bướng. Bình thường mẹ kế nó bắt nạt con về, thằng Hiếu nó bắt nạt mẹ nó mới đẳng cấp rồi. Sao đi cho chó ăn. Cô anh cho chó đi. Bố cháu bảo lấy cô về đây để giúp đỡ bố cháu. Cô đi cho. Bố cháu bây giờ chỉ việc học à. Nói thế xong rồi em chứ. Chính chị ấy cái đấy buồn cười. Ok. Chính sẽ đổi hài là đào. Đổi mẹ sao tình mẹ kế rất ghê. Nào. Ừ. Nhìn bố về đi. Không từ từ đang cứ Hiếu Hiếu nhìn bực bực đi nha, Thảo được. sợ thật Hiếu bực. Thì cái phát mà cô này nhìn nó là phải rúm mà. Đấy, đấy, nhưng mà chờ, cô là cô ăn nó quay từ ngoài nào. Hay anh cho một cái hình như từ anh lướt đi cổng, anh. Đi. Cổng đi. Thôi, anh có dành cho tôi tí cảnh đi anh. Anh chị em chỉ nhìn thôi không nói gì cả. Mày chết rồi. Mày chết với tao. Tao củ hành chúng mày. Ôi đảo hồng nha. Đâu, hồng đâu, sao anh sao đâu nhìn đâu nhìn rồi chứ. Anh làm ăn cho tử tế anh Đại ạ. Rồi nào ăn đi cho đi. Được đứt đứt người. Anh dậy đi nào. Đi đi anh. Quay lại được. Nhìn đáng yêu thế, ai đấy chơi thế? Không được cười. Em ghét chơi. em kiểu em ghét ngay từ cái câu con này nó bảo em không thích cô An đâu, phải không? Mà mày không thích gì? Lại thích anh ơi, lại. Đây. Anh sẽ được thêm một bây giờ thì đang hơi buồn cười. Cậu hay xấu. Đi bắn bia đi không? Đi bắn bia. Đâu rồi, mời em được thoải mái mà. Rồi. Cắt. Nó đi đính ghẹt thế nào. Được rồi. Nào bên này là Thảo nhìn cái. Zoom lại. Zoom gần nhiều là được. Kiểu núp đằng sau á. Từ từ. Cho em lúc nữa đi, em đang cười dở. Quay ra em nhìn nó tắt cười thôi. Thảo này rất cute, rất xinh. Đang nhìn bố cổng này, đang nhìn bố này. Bố cổng. Này mặt gầy. Ba anh quay lại. Quay. Chắc nào lấy. Nhìn khổ phết à. Mình có ba anh. Chứ tôi nắng quát chứ tôi. Anh lại đi về đi anh. Anh lại hết cảnh rồi anh. Sang đấy anh gánh cái tim đấy cho em với. Vâng. Đứng anh chỉ nó quay như thế nào. Đúng anh. Trong phim vẫn như ấy thì anh khác được. Quay chán quá. Bố mới dần đi chúc đi. Nhìn cô An thế này không được bao lâu nữa. Chị Du này. Nhà này đấy. Em thả quê rồi, tầm này là quê.